Mô ăn xe cũ xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay thì em đang có mặt tại chợ ô tô Hòa Bình Địa chỉ đơn vị là 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội Sẽ luôn cam kết cho anh chị và các bạn các hạng mục xe không đâm va, không ngập nước, bảo trách test toàn quốc Các bác còn mang qua hãng hoặc một bên thứ ba để kiểm tra Sai cam kết đơn vị nhận lại xe hoàn lại tiền cho anh chị và các bạn Với chiếc xe đầu tiên em sẽ giới thiệu anh chị và các bạn Đây đó là một chiếc xe Mazda 6 Phiên bản máy 2.0 sản xuất là 2014 Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn chỉ khoảng dưới 500 triệu thôi, là anh chị bạn có thể sở hữu rồi. Một chiếc xe rất đẹp có ngoại thất là màu đỏ, nội thất ghế da màu đen, trang bị đầy đủ các tính năng công nghệ của một mẫu xe phân khúc hạng D. Kế sang đây thì có một chiếc xe với kiểu dáng độc lạ đó là một chiếc Kia Sportage, sản xuất là 2015, phiên bản GT-Line. Sản xuất uh, 2015 hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 665 triệu, còn thương lượng xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội nhập khẩu nguyên chiếc anh chị nhé một chiếc xe đáng để anh chị và các bạn lưu tâm với ngoại thất là màu trắng nội thất ghế da màu kem trang bị đầy đủ các tính năng option như hệ thống rửa đèn pha cảm biến cam lùi rồi để bên trong chiếc xe có rất nhiều tính năng nữa kế bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Land Rover Range Rover phiên bản này là sản xuất là 2012 máy dầu Giá hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 220 triệu còn thương lượng. Một chiếc xe cổ điển dành cho các bác là yêu thích đồ cổ. Đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội anh chị nhé. Máy dầu thì cực kỳ hiếm trên thị trường. Với bên cạnh đây thì em có một chiếc xe tiếp theo giới thiệu cho anh chị và các bạn. Toyota Land Cruiser sản xuất là 2013 đã được lên form của năm 2016. Xe có ngoại thất là màu đen, nội thất kế da màu đen cực kỳ đẹp đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội sẽ hỗ trợ anh chị và các bạn đăng kiểm chọn đời nên các bác có nhu cầu hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình ta cùng trao đổi chiếc xe hiện đang được đơn vị giao bán với mức giá là 1 tỷ 980 triệu Thế bên cạnh đây thì em có một chiếc Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXL sản xuất là 2014 À, xin lỗi chị và các bạn, chiếc này là sản xuất là 2013 anh chị nhé Với mức giá hiện đang giao bán với chị và các bạn là 1 tỷ 100 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ cho anh chị và các bạn đầy đủ các thủ tục sang tên di chuyển xe đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ngoài ra thì em còn một chiếc xe 2014 nữa cơ chiếc 14 thì nó đã là màu xanh cơ anh chị ạ và tiếp đây thì em sẽ lên mời anh chị và các bạn cùng tham quan về chiếc màu xanh đó với chiếc xe này thì có ngoại thất là màu xanh bộ đội hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 1 tỷ 260 triệu cũng đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội rồi nên khi mua về các thành phố lớn thì anh chị và các bạn sẽ không bị mất 20 triệu tiền biển nữa mà chỉ mất phí đổi biển thôi. Tổng quan chi tiết về mẫu xe thì các bác hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ gửi video cụ thể để các bác có thể tham khảo và cân đối. Tiếp theo đây thì em có một chiếc xe Lisan Terra phiên bản 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc có ngoại thất là màu trắng. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 830 triệu là anh chị bạn có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ cực kỳ đẹp đăng ký là tháng 6 năm 2020. Xe làm bánh quãng đường là 2,9 vạn km. Tiếp theo đây có một chiếc xe Ford Explorer giới thiệu cho anh chị và các bạn. Với chiếc xe này có ngoại thất là màu trắng. Nội thất của chiếc xe thì là trang bị là màu kem đăng ký biển tỉnh. Hiện đang được đơn vị giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ với 1 tỷ 560 triệu cho một chiếc xe sản xuất 2019 lăn quãng bánh quãng đường là 3 vạn km rồi. Bên trong đây thì em có một chiếc xe Toyota Vios sản xuất là 2017 phiên bản G, giá hiện đang giao bán cho anh chị và các bạn với mức giá là 440 triệu. Một chiếc xe rất đẹp với tầm tiền rất là hợp lý cho anh chị và các bạn nào đang có nhu cầu sử dụng về một chiếc phân khúc hạng B. Tiếp tới đây thì em có một chiếc xe hạng sang để gửi đến anh chị và các bạn ngay lúc này bên cạnh chiếc Toyota Vios. Đây thì em có một chiếc xe Mercedes-Benz E250 sản xuất là 2017, đăng ký là 2018. Với ngoại thất là màu trắng, hiện dân bánh quay quãng đường là 5,8 vạn km, sẽ đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội rồi. Giá hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 480 triệu còn thương lượng và có hỗ trợ đầy đủ thủ tục sang tên di chuyển cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Và bên cạnh đây thì em có một chiếc xe Mercedes-Benz, chiếc E nữa, giới thiệu cho anh chị và các bạn, nhưng mà chiếc này vừa mới về cửa hàng, em sẽ gửi video cụ thể thông tin với anh chị và các bạn trong clip sau và vừa rồi thì em đã cập nhật sơ qua cho anh chị và các bạn các mẫu xe hiện đang có mặt tại chợ ô tô hòa bình địa chỉ đơn vị là 549 nguyễn văn cử long biên hà nội anh chị và các bạn đang có nhu cầu mẫu xe nào trên đây thì có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh mua bán xe cũ rất mong nhận được sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của anh chị và các bạn xin chào và hẹn gặp lại